Sao Activator Herbalife, thực phẩm bổ sung chống oxy hóa cao cấp. Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái em nhà Herbalife hỗ trợ chống oxy hóa nha, được cho ra bởi cái tập đoàn Herbalife và mang cho mình công nghệ tối cao của tập đoàn này thì sản xuất với cái mục đích đó là cung cấp dưỡng chất hỗ trợ cái tế bào trong cơ thể chúng ta không bị oxy hóa trong khi bị già đi nè, bị lão hóa đi nè. Thì em này cũng giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh này, từ đó hấp thu được nhiều dinh dưỡng và nạp vào bằng đường ăn uống hơn. Thì vì này giúp chúng ta là sản sinh ra năng lượng tế bào này, thúc đẩy việc tái tạo, khôi phục các tế bào bị hư tổn. Thì các tế bào ở trạng thái tốt nhất á, thì giúp cho sức khỏe chúng ta được nâng cao và sức chịu đựng bền bỉ hơn. Thì các chất chống oxy hóa trong Herbalife là kháng sinh của các gốc tự do gây hại. Chúng ức chế triệt tiêu các gốc tự do này, không cho chúng gây hại cho cơ thể chúng ta, mà từ đó cũng hỗ trợ ngăn ngừa ung thư cực kỳ hiệu quả luôn. Nói chung á, là mọi dưỡng chất này, chất chống oxy hóa, có những cái sản phẩm đều có mục đích chính là làm cho tế bào trong cơ thể luôn khỏe mạnh nè, không bị già hóa suy yếu. Đây là điều tiên quyết để có cơ thể khỏe mạnh nè, hoạt động sống diễn ra bình thường. Nên là mọi người muốn mình trẻ mãi không già, mình luôn có một cái thanh xuân phơi phới thì mình có thể ngay sở hữu cái em hỗ trợ chống oxy hóa này nha.